Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 6 bộ sách Alan Smart World trên trang web olm.vn Các con đã bao giờ muốn được đi khắp nơi trên trái đất này để khám phá thế giới xung quanh của các con chưa nhỉ? Thầy chắc là sẽ có những bạn mong muốn như vậy đúng không? Vậy trong bài học này chúng mình sẽ cùng nhau khám phá những điều kỳ diệu trong thế giới xung quanh của các con nhé! Unit 8 1 Chúng mình cùng bắt đầu với phần đầu tiên trong bài học từ vựng. Vocabulary. Trong chuyến khám phá lần này, các con đã dự định sẽ làm những gì hay tham gia những hoạt động gì chưa nhỉ? Nếu các con chưa, thì hãy tham khảo một số gợi ý sau của thầy nhé. Nếu các con ưa thích các hoạt động mạo hiểm, con có thể tham gia trèo thuyền vượt gành thác trên sông. Rafting. Hành trình thường diễn ra trên những đoạn sông có độ dốc lớn và nhiều gành thác, đá ngầm hiểm trở mà con cùng đồng đội phải vượt qua. Hoạt động tiếp theo thầy giới thiệu tới các con đó chính là Hiking Hiking là hoạt động ngoài trời. Các con thường sẽ đi bộ theo một lộ trình có sẵn để ngắm cảnh, thường trong phạm vi một hoặc hai ngày. Trên đường đi, các con có thể đi qua và khám phá các hẻm núi Canyon. hay là các hang động Cave. Trên màn hình, các con đang nhìn thấy hình ảnh của hang Sơn Đòn, hang động lớn nhất thế giới ở Việt Nam. Sau một chuyến phương lưu thám hiểm đầy lý thú, các con chắc chắn sẽ muốn quay trở lại khu cắm trại để có thể nghỉ ngơi và ăn uống cùng bạn bè đúng không nào? Campsite. Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, còn gì tuyệt vời hơn nếu được cùng bạn bè của mình đi ngắm cảnh và dạo mát trên chiếc thuyền kayak, đúng không nào các con? Kayaking. Các con hãy cùng nhắc lại các từ vựng vừa rồi nhé. Rafting. Hiking. Canyon. Cave. Campsite. Kayaking. Vậy, ngoài những hoạt động thầy gợi ý ra, con còn có thể lên kế hoạch cho chuyến đi tham quan của mình, khám phá các cảnh quan, kỳ quan thiên nhiên. Natural wonders. Các con hãy nhìn trên màn hình và cho thầy biết tên của những cảnh quan thiên nhiên này. Chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Chúng mình cùng đọc to tên của những cảnh quan này. Highland. Beach. Mountain. Waterfall bay forest island highland beach mountain waterfall bay forest island để giúp các con nắm chắc hơn các từ vựng vừa rồi chúng mình hãy trả lời các câu hỏi nhanh sau Thầy cho mình cùng chuyển sang phần tiếp theo trong bài học, phần ngữ pháp. Grammar Trong bài học này, các con sẽ đi học về động từ khuyết thiếu, models. Đây là những từ dùng để bổ trợ nghĩa cho động từ chính. Nó dùng để diễn đạt khả năng, sự cấm đoán hay cả sự cần thiết. Trong bài học này, các con sẽ tìm hiểu hai động từ khuyết thiếu rất quen thuộc, đó là can và should. Hai động từ này đều cộng với một động từ nguyên thể ở đằng sau, verb infinitive. Vậy, cách sử dụng cũng như ý nghĩa của hai động từ này là gì nhỉ? Đầu tiên, với động từ can. Ở câu khẳng định, động từ này có ý nghĩa chỉ về khả năng có thể làm điều gì của một ai đó hoặc khả năng một điều gì đó có thể xảy ra. Ví dụ: She can play the piano cô ấy có thể chơi piano. Hay như thầy muốn nói, bạn có thể dễ dàng bị lạc ở trong thị trấn này. Thầy sẽ có câu là You can easily get lost in this town. Ở dạng phủ định, động từ can mang nghĩa là không thể làm điều gì đó. Thầy có câu We can't go swimming there. It's too dangerous. Chúng tôi không thể đi bơi ở đó. Nó quá nguy hiểm. Cuối cùng, ở dạng câu nghi vấn, động từ can sẽ được đảo lên đầu câu như một trợ động từ và nó được dùng để hỏi sự cho phép hoặc yêu cầu một điều gì đó. Thầy có hai ví dụ sau. Can I go out tonight? Yes, of course, you can. Tôi có thể đi chơi tối nay không? Có, tất nhiên, bạn có thể. Can you open the door, please? Bạn làm ơn mở cửa giúp tôi được không? một điều rất quan trọng mà thầy muốn các con lưu ý trong các ví dụ vừa rồi các con thấy dù chủ ngữ của chúng ta là she hay là you hay là we thì can vẫn là can không thay đổi gì cả các con nhớ như vậy nhé chúng ta cùng nhau chuyển sang động từ khuyết thiếu thứ hai đó là động từ should cách dùng của động từ khuyết thiếu should là thể hiện lời khuyên sự khuyên răn của mình hay đề nghị của mình cho ai đó Ví dụ như là People with high cholesterol should eat low fat foods. Những người có hàm lượng cholesterol cao nên ăn thức ăn ít chất béo. Và đương nhiên, nếu con muốn khuyên ai đó không nên làm gì, thì mình chỉ vật thêm NOT và đằng sau SHOULD. Và SHOULD NOT sẽ viết tắt thành SHOULDN'T. Hãy cùng xem ví dụ nhé. Sarah shouldn't smoke so much. It's not good for her health. Sarah không nên hút thuốc nhiều như vậy, nó không tốt cho sức khỏe của cô ấy. Các con thấy cũng giống với động từ can, dù chủ ngữ là people hay là Sarah thì should vẫn luôn là should, không có sự thay đổi nào cả. Chúng mình cùng đến với phần luyện tập thông qua bài tập sau. Con hãy điền động từ khuyết thiếu can và should ở dạng khẳng định hoặc phủ định sao cho thích hợp để hoàn thành các câu sau. Chúc mừng các con đã trả lời chính xác, chúng mình cùng xem đáp án nhé. Câu số 1, Can you help me please? Các con thấy rằng đây là một lời đề nghị, bạn có thể giúp tôi được không? Trong câu này, chúng ta sẽ sử dụng động từ can. Câu số 2, I can't speak Chinese. It's too difficult tôi không thể nói được tiếng Trung, nó quá khó. À, đây là một điều không thể làm được vì nó khó, đúng không nào các con? Vậy chúng mình sẽ dùng từ can't cho câu này. Can't là viết tắt của cannot. Câu số 3: She should take an umbrella. It's going to rain. Cô ấy nên mang theo ô, trời sắp mưa. Đây là một lời khuyên ai đó nên làm gì? Nên trong câu này chúng ta sẽ sử dụng động từ khuyết thiếu should. Và câu cuối cùng, câu số 4. I think we shouldn't take this road. It's not on my map. Tôi nghĩ chúng ta không nên đi con đường này. Nó không có trên bản đồ của tôi. Đây là một câu khuyên ai đó không nên làm gì. Vậy nên con sẽ dùng shouldn't hay viết tắt của should not. Phần học cuối cùng trong bài học này, các con sẽ đi học các kiến thức liên quan đến Phát âm Pronunciation. Trong phần học này, chúng mình sẽ tiếp tục học về trọng âm của từ. Word stress. Thầy có các từ vựng sau, các con hãy chú ý lắng nghe thật kỹ cũng như thử đoán xem trọng âm của những từ này rơi vào âm tiết nào nhé. coming building teaching reading going surfing Các con đã rất tinh ý đấy. Tất cả các từ này đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Con hãy quan sát và nhận xét cho thầy, các từ này có điều gì đặc biệt nhỉ? À, đúng rồi. Các từ này đều là động từ và chúng có đuôi -ing ở đằng sau. Thầy gọi đây là những danh động từ gerunds. Vậy từ đây chúng ta có thể rút ra kết luận đối với hầu hết các danh động từ hay còn gọi là verb ing thì chúng mình sẽ nhấn trọng âm vào âm tiết đầu tiên. Các con hãy cùng nghe và nhắc lại các từ vừa rồi nhé. coming building teaching reading going surfing Để các con nắm vững hơn về kiến thức phát âm vừa rồi, chúng mình hãy cùng làm các bài tập sau. Các con đã thể hiện rất tốt. Như vậy, trong bài học này, các con đã được học rất nhiều các từ vựng về kế hoạch cho một chuyến đi, bao gồm các hoạt động và các địa điểm các con có thể đến. Tiếp theo trong phần ngữ pháp các con đã được học về hai động từ khuyết thiếu đó là can và should trong đó các con nhớ với bất kỳ chủ ngữ nào thì can và should đều giữ nguyên không chia cuối cùng trong phần phát âm các con đã được học về trọng âm của các danh động từ hay là các động từ có đuôi in ở đằng sau về nhà các con hãy xem lại bài và chăm chỉ luyện tập nhé bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi thầy xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm vn